Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ chỉ cách mọi người xem tái thịnh hành của những nước khác. Có rất là nhiều người thì biết rồi, nhưng mà có một số bạn thì vẫn hỏi là làm cách nào để xem được tái thịnh hành của những nước khác. Thì nó cũng rất đơn giản thôi. Đầu tiên thì chúng ta vào vào cái YouTube, bấm vào cái ảnh đại diện của chúng ta, rồi chúng ta kéo xuống ở dưới phần cài đặt này, chúng ta ấn vào, rồi ấn vào cái chung này, tiếp theo là kéo xuống dưới nữa, kéo đến là vị trí ở cái dòng chữ vị trí. Bây giờ mình đang ở Việt Nam thì vị trí Việt Nam, xong là ấn vào đấy. Rồi bây giờ thì các bạn muốn xem tác thịnh hành của nước nào thì các bạn ấn vào nước đấy nhé. Bây giờ mình sẽ vào xem nước Mỹ xem nào, đâu nhỉ? À, bây giờ mình xem Hoa Kỳ nhé. Bây giờ mình ấn vào xem Hoa Kỳ này. Rồi ok, bây giờ vị trí thì đang ở Hoa Kỳ nhé. Và bây giờ chúng ta ấn trở lại Pháp nữa. Ok, bây giờ thì nó đang tải lại. Ở trang chủ thì nó vẫn là hiển mấy cái video, mấy cái kênh mà mình hay theo dõi, nó vẫn hiển y như cũ. Nhưng mà chúng ta ấn vào chỗ ở thịnh hành nhé. Chúng ta ấn vào thịnh hành thì bây giờ cái tác thịnh hành này nó sẽ khác so với cái tác thịnh hành mà bình thường chúng ta đặt cái vị trí ở Việt Nam. Bây giờ đang là cái tác thịnh hành của Hoa Kỳ này. Đây, đây cái top 1 tác thịnh hành của cái thằng bây giờ đứng ở top 2 YouTube thế giới này. Thằng PewDiePie gì ấy, mình không biết đọc thế nào nữa. Đây, mình ấn vào xem nhé. Hello, I'm À, bây giờ mình để cái máy ở chế độ màn hình ngang cho nên là không thấy nó hiện cái tác thịnh hành. Nhưng mà nếu mà mọi người để cái chỗ chế độ màn hình dọc thì sẽ thấy nó hiện tác một thịnh hành của Hoa Kỳ nhé. Ok, và bây giờ lại vào xem tác thịnh hành của những nước khác nhé. Lại tiếp tục kéo xuống phần chung này, rồi kéo xuống vị trí này. Chúng ta lại chọn lại một nước nào đó xem nào nhỉ. Nước nào đông dân nhất nhỉ? Xem cái tác thịnh hành của những nước đông dân nhất và những nước mà ít dân nhất xem nào. Đông dân nhất là Ấn Độ. Ok, bây giờ chúng ta ấn vào Ấn Độ và trở lại nữa. Ok, bây giờ nó đang tải lại. Đây. Đây đây rồi. Tác thịnh hành top 1 của Ấn Độ đây. 20 triệu lượt xem 2 ngày trước. Top 2 là 4,2 triệu lượt xem 21 giờ trước. Ấn Độ nó rất đông dân cho nên là video nó lên là view rất là nhanh. Trong vòng mấy giờ mà nó lên này. Mấy chục triệu luôn. Ấn Độ, ở cái nước của Ấn Độ là hơn là 1 tỷ tư người. Dân số là 1 tỷ tư thì nó lên nhanh là đúng rồi, toàn là mấy triệu mấy chục triệu. Ok, đây là cái tác thịnh hành của Ấn Độ. Bây giờ chúng ta lại vào xem những nước tác thịnh hành của những nước là ít dân xem nào. Mình không nhớ là nước nào ít dân nhất nữa, bởi vì trong này thì nó chỉ có hiển ở những nước mà đang dùng ở YouTube thôi. Mấy nước như là mấy mấy cái nước mà nó không dùng YouTube thì nó không hiện trong này nhá. Ví dụ như là Trung Quốc chẳng hạn. À, bây giờ mình tìm Hồng Kông hay nào. Hồng Kông không không nhớ là bao nhiêu triệu dân nhỉ. Hồng Kông thì có trong này nhá. Trung Quốc thì không có nhưng mà Hồng Kông thì cũng có. Đây là Hàn Quốc rồi, Hồng Kông đi rồi. Ok,
Bây giờ trở lại đây, tác thịnh hành của Hồng Kông đây, có cái video của Taylor cái gì đấy, cái này thì hình ảnh nước nào nó cũng ở nhé, nó cũng hiện trên tác thịnh hành nhé. Đây đây là cái tác thịnh hành của Hồng Kông nhé mọi người, và cách để vào xem tác thịnh hành của những nước khác thì nó đơn giản như thế thôi. Đầu tiên chúng ta ấn vào cài đặt, xong là vào cái chung, xong rồi chúng ta kéo vào cái phần nó kia vị trí, xong rồi chúng ta ấn vào thôi. Chúng ta muốn muốn xem thịnh hành của nước nào thì chúng ta ấn vào nước đấy nhé mọi người. Ok, bây giờ mình lại trở lại Việt Nam đi. Đây, trở lại tác thịnh hành của Việt Nam đi. Ok, bây giờ thì trở lại cái tác thịnh hành của Việt Nam này. Top 1 đang là Chipu. Còn cái top 2 này thì hầu như là nước nào nó cũng hiện cái này, là mình không hiểu nữa. Chưa tìm hiểu về cái này. Mọi người thì hiểu nhưng mà mình thì mình lại không tìm hiểu cái này. Bởi vì có bao giờ mà cái video của mình nó còn không có view xem mà tìm hiểu gì về cái này. Nhưng mà kênh này thì chỉ là mình chỉ cho một số bạn mà nó không biết, nó muốn xem tác thịnh hành của những nước khác mà nó chưa biết cách ra xem thì cứ làm theo như là mình chỉ ở cái phần trên nhé. Ok, vậy là mình cũng chỉ mọi người xong rồi. Nếu mà mọi người thấy hay thì hãy đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Thôi, mình xin tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.